Số 624. Kinh Thuần Chân Đà La, Sở Vấn Như Lai Tam Muội. Hán dịch đời hậu Hán, Tam Tạng Pháp Sư. Chi lâu câu sấm, người nước nhục chi. Quyển thượng. Nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật cùng với 6 vạn tỳ kheo ngụ trong nước Kỳ Xà Quật thuộc thành La Dược Kỳ, và còn có 7 vạn 3.000 Bồ Tát, đều là những bậc tôn túc từ 10 phương cõi Phật đến. Các vị Bồ Tát đều đã đắc pháp Đà La Ni, ý thích không bị chướng ngại, lòng luôn nghĩ tới sự hổ thẹn, chú trọng tu hành nhẫn nhục, do đó mà được chứng đắc. Tâm của các vị như kim cương, không gì có thể chặt đứt được. Tu tập giáo pháp của Phật, muốn đầy đủ pháp Phật, việc làm muốn thù thắng, ý không lìa bỏ tâm Bồ Tát, và cũng chỉ bảo người khác như vậy, thực hành bố thí, kiềm chế tâm không tán loạn, đem cho những vật ưa thích và không uổng tiếc, giữ giới thanh tịnh, trang nghiêm thân khẩu ý, nhẫn nhục hòa nhã, đó là lời thệ nguyện. Trải qua nhiều a tăng kỳ kiếp, với 100.000 việc làm luôn tinh tấn, không biến trễ, thiền định nhất tâm vào tam muội tam ma việc. Tâm của các vị ấy biết ý người khác, lấy đó để tự vui. Công đức trí tuệ của các vị thông suốt mọi vấn đề. Tâm vững như núi Tu Di, không gì phí dụ được. Tâm ấy như địa, thủy, hỏa, phong, không yêu, không ghét, luôn có lòng từ. Ánh sáng nơi thân, sáng rỡ, không bị chướng ngại, có lòng trắc ẩn, yêu thương chúng sinh. Lấy pháp tâm bình đẳng làm niềm vui, cố giúp mọi người không để rơi vào hai đường có lợi hay không có lợi, khen hay chê, có tiếng tâm hay không có tiếng tâm, khổ hay vui, đều vượt qua tất cả các pháp thế gian, không tụ tập nơi hội hè, tránh xa các ngoại đạo, hàng phục quân ma. Các vị này khó gặp giống như hoa ô bát la, lâu năm, lâu lắm mới nở một lần. Làm người không đợi phải thỉnh mời cho tất cả mọi người, nên gọi là bạn. Bạn chính là đạt sự đạt đến Niết Bàn, với áo giáp đại thệ nguyện vô cùng cực, làm pháp sâu xa, mạnh mẽ như sư tử, được dấu ấn của Như Lai ấn chứng, được thọ ký không chướng ngại. Lời nói của các vị ấy chân thật, dùng đế pháp để suy xét, có ánh sáng chiếu sáng hơn ánh sáng mặt trời, mặt trăng, danh tiếng vang khắp 10 phương, được tất cả chư Phật hộ trì, không làm cho lìa xa pháp. Các vị đều giữ gìn kho pháp sâu rộng, không đoạn mất tam bảo, công đức khắp vô số cõi. Tâm các vị ấy thanh tịnh, ở cõi của mình dù có qua lại đến chỗ Phật, cũng không nhầm lẫn, luôn giáo hóa, hướng dẫn chúng sinh, đã nhập vào phương tiện thiện xảo của trí bát nhã ba la mật. Đó là niềm vui mừng của tâm người hành đầu đà. Nhờ giáo pháp chiếu sáng, chúng sinh được thanh tịnh, biết tướng mọi người, làm việc vui vẻ, không làm mất tâm ý, là vì thầy thuốc có ân đức trị bệnh lão tử, cúng dường vô số chư Phật ở quá khứ. Nhờ công đức ấy mà được tướng tốt đẹp, thông suốt pháp không, vô tướng vô nguyện, thấy các pháp không thật, như huyễn, như sóng nắng, như mộng, như bóng trong nước, như âm thanh vọng lại trong núi, biết rõ âm thanh của tất cả, thâm nhập các pháp, trả lời thông suốt tất cả vấn nạn, làm theo ý mình, vận dụng trí tuệ để hiểu rõ đạo pháp, lần lần gần với 10 lực của Phật. Dùng nhạc nhãn, tuệ nhãn, đạo nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn, với cứu vớt những kẻ bị mê lầm tâm tối, thể nhập sâu các hạnh công đức, hiểu biết tạng Bồ Tát, nghe pháp không lay động, đắc được tam muội tương ấn, tam muội kim can hạnh, tam muội kỳ pháp tại sở tác, tam muội bảo minh trì, tam muội bất xả nhất thiết thân. Sau khi biết rõ các tâm tam muội thì chứng đắc được trí tuệ của Phật, làm theo những hạnh của Phật đã làm, vốn đầy đủ tướng tốt đẹp. Trong đó có Bồ Tát tên Nhạo Tác, có Bồ Tát tên Nhạo Đẳng Hữu, có Bồ Tát tên Bảo Thủ, có Bồ Tát tên Minh Hoa, có Bồ Tát tên Bảo Diệm, có Bồ Tát tên Hỷ Kiến, có Bồ Tát tên Ý Hỷ, có Bồ Tát tên Hỷ Dĩ Nhãn Kiến, có Bồ Tát tên Trì Địa, có Bồ Tát tên Hoan Hỷ Tác, có Bồ Tát tên Đại Sứ Phế, có Bồ Tát tên Đại Lợi, có Bồ Tát tên Tịch Ma, có Bồ Tát tên Ý Hỷ Hương, có Bồ Tát tên Nhân Trung Chi Thiên, có Bồ Tát tên Đế Nguyện, có Bồ Tát tên Đẳng Thị, có Bồ Tát tên Tận Kiến Đẳng Bất Đẳng, có Bồ Tát tên Chấp Ngự, có Bồ Tát tên Nhất Thiện Vô Thiện Nhi Tác Thiện Chi, có Bồ Tát tên Di Lặc, có Bồ Tát tên Vũ Âm, Có Bồ Tát tên Lưỡng Nhược Sơn Bán. Có Bồ Tát tên Lưỡng Sơn Đảnh. Có Bồ Tát tên Từ Hạnh. Có Bồ Tát tên Quang Anh. Có Bồ Tát tên Quang Thanh Dương. Có Bồ Tát tên Khải Minh Vương. Có Bồ Tát tên Như Đương Nhãn Sở Kiến. Có Bồ Tát tên Quang Đẳng Tri. Có Bồ Tát tên Tôn Quang. Có Bồ Tát tên Thiên Quang. Có Bồ Tát tên Thiên Nhãn. Có Bồ Tát tên Thị Sứ Tất Cát. Có Bồ Tát tên Khoái Tý. Có Bồ Tát tên Đế Nghị Ý. Có Bồ Tát tên An Xứ Ý. Có Bồ Tát tên An Xứ Độ. Có Bồ Tát tên Vô Sở Động Nhi Độ. Có Bồ Tát tên Kim Cương Hành Độ. Có Bồ Tát tên Tam Thế Hành Độ. Có Bồ Tát tên Đế Như Sự Bất Dị. Có Bồ Tát tên Trì Nghiêm Dục Hảo. Có Bồ Tát tên Bất Tận Dục. Có Bồ Tát tên Bất Khể Lưu Dục. Có Bồ Tát tên Ý Âm. Có Bồ Tát tên Tịnh Âm. Có Bồ Tát tên Bảo Mãn Nhất Thiết Âm. Có Bồ Tát tên Văn Thù Xứ Lợi. 7 vạn 3 ngàn Bồ Tát ấy ở cõi Tam Thiên Đại Thiên, lại có Thích Phạm Hội Thế, tất cả trưởng giả chư thiên, Long, Dạ Xoa, Càn, Đà La, A Tu Lân, Kalula, Ma Hầu Lạc Nhân Phi Nhân, đều đến chúng hội, ai cũng muốn nghe pháp của Đức Phật giảng nói. Bấy giờ Bồ Tát Đề Vô Li đứng dậy, sửa pháp phục quỳ thản chắp tay khen Đức Phật. Ánh sáng nơi thế gian không bằng ánh sáng của đạo, vì nó làm nền tảng cho thế gian và chiếu sáng, cô giúp cho những người tâm tối. Nay con xin tự quay về với bậc độ đời, nhờ bố thí mà giữ gìn được 10 lực, tự điều phục tâm mình và giáo hóa người khác. Đó là việc cứu độ tất cả, ai nấy đều tuân theo. Nay con xin quay về với đấng ba cõi không ai sánh bằng, làm việc gì cũng đều có lợi ích. Ánh sáng đó giống như vàng ròng, âm thanh hòa nhã, thân tướng đẹp đẽ không ai sánh bằng. Nay con xin quay về với đấng được tất cả chúng sinh cung kính, đã vượt qua những gì cần vượt qua, thu phục hàng ngoại đạo, trí tuệ rất thù diệu, vượt lên trên những người có trí, không ai lay chuyển được, biết rõ hành vi của tất cả chúng sinh, công đức của Ngài rất thù thắng. Này, con xin quay về với đấng có lòng đại bi vô tận, đối với ái dục, Ngài đạt được vô sở đắc. Chúng ma dù chống đối thế nào cũng không thể tùy tiện giữ gìn giới thanh tịnh an lạc. Đối với chư thiên, Ngài là trời trong hàng trời, tâm không hề vướng mắc. Nay con xin quay về với đấng không ai chống lại nổi, nghe đức của Ngài, ai nấy đều hoan hỷ, hình tướng sáng như châu báu, ai thấy cũng yêu mến, thực hành bố thí, để bỏ tham sân si. Nay con xin quay về với đấng có đức như bầu trời, bao trùm tất cả, dùng 4 đế để vượt qua 4 hang sâu, dù người mù cũng đều trông thấy, nói pháp không cùng tận, làm nền tảng cho tất cả chúng sinh trong 3 đời. Nay con xin quay về với đấng dưới chân có dấu bánh sen ngàn câm. Ngài được chư thiên và tất cả loài người phụng thờ, dù không phải nam hay không phải nữ, đều được nương nhờ, chúng ma không dám quấy phá. Ngài được chúng sinh cung kính, tôn quý, tu tập và giữ gìn các đế chánh pháp, lòng từ bi bao la cùng khắp, làm người dẫn đường cho chúng sinh trụ vào pháp bình đẳng. Nơi con xin quay về với đấng không ai sánh bằng, âm thanh hòa nhã, thanh tịnh, ai nghe cũng đều vui thích, như tiếng như trời phạm thiên, vang khắp mọi nơi. Chúng sinh đều nghe đầy đủ âm thanh ấy. Nơi con xin quay về với đấng có chánh pháp chắc thật, tôn quý. Ngài đã giác ngộ không vô tướng vô nguyện, trí tuệ sâu xa không có hạn lượng, đã thể nhập vào môn giải thoát, đó là công đức. Nơi con xin quay về với đấng được giải thoát, biết rõ các pháp do nhân duyên sinh, công đức đạt được của vị ấy, không ở trong, không ở ngoài, đều bình đẳng, giả nói như thế nào thì đều thực hành như thế đó. Nay con xin quay về với đấng vượt qua những sự hiểu biết, không từ đâu sinh, cũng không đi về đâu, tới các pháp đều giải thoát vì nó như huyễn, như sóng nắng. Nên con xin quay về với công đức của pháp. Chỗ sinh hay không có chỗ sinh, đều vô sinh, sinh rồi diệt không cùng tận, chỗ an trụ đúng như pháp, giống như nẻo hội nhập của Bồ Tát. Suy xét rồi nói đúng với pháp, như đát tác không bị lai chuyển, đức như núi lớn, thân như kim cương. Nay con xin quay về với đấng an ổn như núi, thân tâm hợp ý nhau, tiếng tốt lưu cả ba đời, ai cũng nghe biết, tất cả những câu hỏi đều được trả lời, không chút phiền muộn. Phật bảo, sau khi tán thán Phật xong, nếu muốn xin hỏi điều chi thì cứ hỏi. Đề Vô Li thưa, bạch Thế Tôn, con có điều xin muốn thưa. Phật dạy, ông hỏi điều gì thì cứ tự nhiên. Bồ Tát Đề Vô Li thưa, bạch Thế Tôn, làm thế nào mà Bồ Tát nói Pháp một cách tự tại để trang nghiêm thân? Vì sao nói rằng Bồ Tát thích Pháp thâm diệu, Pháp nào cũng nhập vào được? Vì sao nói rằng Bồ Tát biết tâm của chúng sinh? Vì sao nói rằng Bồ Tát giáo hóa tùy hỷ? Vì sao nói rằng Bồ Tát tâm hành là một? Vì sao nói rằng Bồ Tát biết nhân duyên tạo tác? Vì sao nói rằng Bồ Tát vì trang nghiêm thân mà bố thí, giữ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm và trí tuệ? Vì sao nói rằng Bồ Tát ở cõi Phạm Thiên? Vì sao nói rằng Bồ Tát có trí tuệ sâu xa? Vì sao nói rằng Bồ Tát luôn có sự thù thắng? Vì sao nói rằng Bồ Tát đối với Thanh Văn, Bích Chi Phật, tất cả chúng sinh, dù thị hiện các Pháp nhưng không nhập vào trong Pháp đó? Vì sao nói rằng Bồ Tát lìa sanh tử mà không nhập Niết Bàn? Vì sao nói rằng Bồ Tát biết tất cả chúng sinh, không lìa Pháp thân? Vì sao nói rằng Bồ Tát không lìa bản vị mà thị hiện khắp nơi? Vì sao nói rằng Bồ Tát được tôn quý, phước của chư vị như kho tàng? Vì sao nói rằng Bồ Tát tùy ý mà được nhập đạo? Vì sao nói rằng Bồ Tát biết rõ các Pháp? Vì sao nói rằng việc làm của Bồ Tát luôn an ổn, chắc chắn? Vì sao nói rằng Bồ Tát dù ở thế gian nhưng không vướng mắc? Vì sao nói rằng Bồ Tát tự tại đoan nghiêm, không ai sánh bằng? Vì sao nói rằng Bồ Tát không lìa Phật? Vì sao nói rằng Bồ Tát tu học an ổn, chắc chắn? Vì sao nói rằng Bồ Tát với Pháp không có tâm chấp giữ, không buông bỏ? Vì sao nói rằng Bồ Tát cứu hộ chúng sinh? Vì sao nói rằng Bồ Tát đạt chuyển Pháp Luân? Vì sao nói rằng Bồ Tát đạt A Duy Nhan? Đức Phật dạy, lành thay, này Bồ Tát Đề Vô Li, ông hỏi rất đúng, làm cho những vị ở trong hội này được lợi ích, tương lai chắc chắn sẽ làm người dẫn đường cho chúng sinh, chính là người làm cho Ma Ha Diễn được tồn tại lâu dài. Phật dạy tiếp, ông hãy lắng nghe cho kỹ những lời ta nói hôm nay. Bồ Tát Đề Vô Li thưa, bạch Thế Tôn, con muốn được nghe. Phật dạy, Bồ Tát nhờ 4 việc mà được tự tại. 4 việc đó là gì? 1. Ánh sáng chứa khắp tất cả không chướng ngại. 2. Đối với tất cả cho báu nổi tiếng, đem cho người đáng sinh, không luyến tiếc. 3. Nếu có người hiểu kinh đang giảng nói Pháp, thì không nên làm gián đoạn nửa chừng, mà phải luôn ở một bên giúp đỡ. 4. Nếu được mời giảng Pháp không nên từ chối, nương dựa chỗ chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai mà hoan hỷ nói Pháp. Đối với việc làm, Bồ Tát không mong cầu chi cả, đem Pháp để bố thí. Đó là 4 việc. Là có 4 việc thể nhập sâu vào các Pháp, những gì làm ra bằng trí tuệ không lìa các công đức. Thế nào là 4? 1. Đối với 12 nhân duyên, nhận biết một cách đúng đắn. 2. Thương mình và người, vì cả hai không khác. 3. Đối với sinh tử không nghĩ rằng từ đâu đến hay đi về đâu. 4. Đối với tất cả Pháp lấy không để thấy không. Đó là 4 việc. Là có 4 việc biết rõ tâm người và công đức của họ tăng hay giảm. 4 việc đó là gì? 1. Hội nhập Pháp thân, hoàn toàn thanh tịnh. 2. Thể hiện những sự tốt đẹp. 3. Lấy 4 việc để quán. 4. Tâm không bị hoại, đạt được tam muội. Đó là 4 việc. Là có 4 việc theo những việc làm của chúng sinh mà giáo hóa họ. 4 việc đó là gì? 1. Trí tuệ bình đẳng. 2. Giáo hóa tất cả mọi người. 3. Quán biết các Pháp. 4. Tâm đã thanh tịnh và làm mọi người thanh tịnh. Đó là 4 việc. Lại có 4 việc biết rõ hành vi nơi tâm của mọi người mà giáo hóa. 4 việc đó là gì? 1. Trí thể nhập vào các Pháp. 2. Tuệ không bị chướng ngại. 3. Tâm không hai. 4. Cái triền cái tiềm phục không còn khởi lên nữa. Đó là 4 việc. Là có 4 việc biết tội phước tạo ra không mất. 4 việc đó là gì? 1. Tất cả không có gì để đoạn. 2. Không có gì để chấp trước. 3. Biết do nhân duyên tạo ra, rồi tùy theo đó mà thể hiện, lấy pháp để dự pháp. 4. Không nghĩ có ngã, không nghĩ có người, theo đây giáo hóa thì không mất đạo pháp. Đó là 4 việc. Là có 4 việc dùng bố thí để trang nghiêm. 4 việc đó là gì? 1. Lấy tướng để trang nghiêm. 2. Theo sở thích của người mà thể hiện làm cho họ tốt đẹp. 3. Sắc tướng rất đẹp đẽ. 4. Việc làm không cùng tận. Đó là 4 việc. Là có 4 việc dùng giới thanh tịnh để trang nghiêm. 4 việc đó là gì? 1. Làm chuyện luân vương không mất tâm Bồ Tát. 2. Được làm đế thích hoàng nhân, lấy tâm Bồ Tát để tự trang nghiêm. 3. Làm phạm thiên, lấy tâm Bồ Tát để trang nghiêm. 4. Lìa xa tất cả đường ác, chỉ sinh lên cõi trời và làm người trong thế gian, lấy tâm Bồ Tát để trang nghiêm. Đó là 4 việc. Là có 4 việc lấy nhẫn nhục trang nghiêm. 4 việc đó là gì? 1. Âm thanh như tiếng trời phạm âm, ai nghe cũng đều được lợi ích. 2. Âm thanh hòa nhã như chim ca lăng. 3. Mọi người ai cũng ưa thích. 4. Có công đức kiên cố. Đó là 4 việc. Là có 4 việc lấy tinh tấn trang nghiêm. 4 việc đó là gì? 1. Thân như kim cương, các tà đạo không hại được. 2. Làm bạn với tất cả chúng sinh. 3. Làm việc gì đều hoàn tất đầy đủ, không hối hận giữa chừng. Hỏi, học hỏi, không nhàm chán. 4. Tâm mong thích, gì đều có nấy. Đó là 4 việc. Là có 4 việc lấy thiền định trang nghiêm. 4 việc đó là gì? 1. Làm việc không xúc phạm đến ai. 2. Không cười nhạo. 3. Không làm điều xấu ác. 4. Tự làm chủ tâm mình. Đó là 4 việc. Là có 4 việc lấy trí tuệ trang nghiêm. 4 việc ấy là gì? 1. Không nghĩ có ngã, không nghĩ có nhân, không nghĩ có thọ, không nghĩ có mạng, không chấp thường, không chấp đoạn. 2. Việc làm rất thù thắng. 3. Thể nhập tất cả. 4. Nói pháp không sợ sệt. Đó là 4 việc. Là có 4 việc trí tuệ đạt đến bằng phạm thiên. 4 việc đó là gì? 1. Lấy tâm từ không để nghĩ đến chúng sinh. 2. Giáo hóa mọi người bằng cách tăng thêm lòng thương yêu. 3. Giữ gìn các pháp đã được giữ gìn. 4. Bình đẳng với tất cả, nhưng không lìa bỏ Phật. Đó là 4 việc. Lại có 4 việc không lìa trí. 4 việc ấy là gì? 1. An trụ trong 4 bậc thiền, không làm Bồ Tát lay động. 2. Vận dụng tam muội tam ma việt và phương tiện thiện xảo nên không sinh cõi vô sắc. 3. Tâm tự tại, nói năng không rời chánh pháp. 4. Thấy chư Phật khắp mười phương. Đó là 4 việc. Là có 4 việc tự tại. Thế nào là 4? 1. Bên trong tịch tỉnh, bên ngoài cũng tịch tỉnh. 2. Hiểu rõ các pháp như huyễn. 3. Lấy trí tuệ làm năng lực. 4. Không tự cao mà phải vượt qua. Đó là 4 việc. Lại có 4 việc để nhập sâu vào trí tuệ. 4 việc đó là gì? 1. Biết dục nhưng không đoạn dục, thọ chứng trung đạo. 2. Biết sinh tử, nên trong đó sử dụng phương tiện tiện xảo. 3. Nghe những gì để biết rõ là chánh đạo hay phi đạo mà không bỏ được cái được nghe. 4. Biết vô minh để tiếp cận 12 nhân duyên. Đó là 4 việc. Là có 4 việc dùng pháp thị hiện La Hán với chi Phật tất cả mọi người, nhưng trong đó không mong cầu. Thế nào là 4? 1. Thấy các tam muội như huyễn. 2. Hiểu rõ các pháp để trang nghiêm. 3. Xem xét kỹ những sự vui thích do mình đã hành động. 4. Tự tâm biết rõ tất cả như huyễn. Đó là 4 việc. Là có 4 việc xa lìa sinh tử, không thủ chứng bát niết bàn. 4 việc ấy là gì? 1. Nhớ nghĩ chư Phật. 2. Tâm từ bi bình đẳng. 3. Dùng phương tiện thiện xảo. 4. Không quên thệ nguyện đã phát tâm. Đó là 4 việc. Lại có 4 việc biết tất cả mọi người, không lìa pháp thân. 4 việc ấy là gì? 1. Thấy tất cả mọi người đều tự nhiên, họ thể nhập pháp thân cũng tự nhiên. 2. Biết tất cả mọi người tự nhiên. 3. Người tự nhiên, tuệ tự nhiên, không nghi ngờ. 4. Người tự nhiên, nê hoàng tự nhiên mà chứng đắc pháp nhẫn. Đó là 4 việc. Là có 4 việc không lìa cội gốc mà thấy không cội gốc. Bốn việc ấy là gì? Một, luôn nhớ nghĩ nê hoàng, muốn đầy đủ pháp Phật, tâm ý biết khắp tất cả. Hai, thân thị hiện chuyển luân vương, phạm ma thích, trong cõi ấy tu tập tạo các công đức, khiến do pháp ấy mà được lãnh hội. Ba, thân thị hiện ngu tối để làm cho kẻ thấp kém có được công đức. Bốn, cầu sinh được gì? Đích thân đem bố thí. Đối với hàng tôn quý thì thể hiện rất giàu sang đến giáo hóa họ. Đó là bốn việc. Là có bốn việc đem tưởng nhập vào vô tưởng. Thế nào là bốn? Một, dù trong sinh tử vô thường, nhưng giữ tâm thanh tịnh. Hai, do trước đã chịu khổ, nên nay được đắc trí tuệ. Ba, thấy tất cả pháp là vô ngã. Bốn, thấy nơi hoàng tịch tỉnh. Đó là bốn việc. Là có bốn việc lìa các kiến chấp nơi pháp. Bốn việc đó là gì? Một, thanh tịnh. Hai, với tuệ nhãn tới khắp mọi nơi. Ba, Phật nhãn chắc chắn ở ngay hiện tiền. Bốn, đã giác ngộ các pháp, được ấn chứng nhất sinh bộ xứ. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc quyết định một cách tự tại không nghi ngờ. Bốn việc đó là gì? Một, cầu mong điều gì đều không chướng ngại. Hai, thể nhập vào trí tuệ chân thật. Ba, không bị che phủ. Bốn, không lìa các pháp Đà La Ni. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc mặc dù tùy thuận theo thế tục, nhưng không vướng mắc. Thế nào là bốn? Một, biết tường tận việc thế gian. Hai, độ thoát tất cả mọi người. Ba, không còn tánh thương ghét. Bốn, làm thanh tịnh nguồn gốc, không bị cấu nhiễm. Đó là bốn việc. Là có bốn việc an trụ trong chánh pháp. Bốn việc ấy là gì? Một, tâm tự tại. Hai, tuệ tự tại. Ba, trí tự tại. Bốn, phương tiện thiện xảo tự tại. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc. Bốn việc gì? Một, không lìa Như Lai. Hai, trước mọi người khen ngợi thân tướng Phật. Ba, đem giáo pháp chiếu rọi vào người để họ phát tâm làm Bồ Tát. Bốn, luôn nghĩ nhớ đến Phật. Đó là bốn việc. Đã có bốn việc tịch tỉnh biết rõ các pháp. Một, dùng đạo pháp biết rõ tận tường việc thế tục. Hai, hiểu rõ các tuệ của mọi người. Ba, nghe việc gì đều không nghi ngờ nên đạt được pháp nhẫn. Bốn, không nghĩ hữu hay vô, không theo tập tục người đời. Đó là bốn. Lại có bốn việc làm thầy, không tham chấp. Bốn việc ấy là gì? Một, tạo điều kiện làm nhân duyên cho mọi người. Hai, tâm chất phát thật thà, không vô nịnh. Ba, vì sự an vui của mọi người mà xả thân mạng, luôn lo lắng cho họ. Bốn, trí tuệ đạt được, không vì bản thân, mà chỉ vì mọi người. Đó là bốn việc. Là có bốn việc được mọi người khen ngợi. Bốn việc ấy là gì? Một, tự sẽ bỏ thân mình, thương yêu người khác. Hai, bỏ tất cả sự vui thích, lấy chánh pháp để tự vui. Ba, nghe điều gì không tự cho là thông suốt. Bốn, tự trưởng dưỡng bằng chánh pháp. Đó là bốn việc. Lại có bốn việc sẽ thành tựu mọi thứ, luân chuyển. Bốn việc ấy là gì? Một, chứng đắc các Đà La Ni, chứng đắc tùy theo ý muốn. Hai, vô tận diệt. Ba, thể nhập vào tâm, bên trong hiểu rõ các pháp. Bốn, hiểu rõ người khác. Đó là bốn việc. Là có bốn pháp dần đến A Duy Nhan. Những gì là bốn? Một, đã vượt khỏi sinh tử nhưng không lìa đạo Bồ Tát. Hai, đã đạt pháp nhận vô sở tùng sinh, nên thọ nhận sinh tử do không lìa pháp. Ba, đã đạt được pháp ấn bất thoái chuyển. Bốn, nay chứng đắc pháp ấn đắc tác A Kiệt, đạt đến 10 đạo địa. Do đấy, theo thứ lớp thể đều thấu tỏ. Sau khi Đức Phật dạy nói bốn việc của Bồ Tát, thì Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chấn động số cách. Ánh sáng chiếu khắp cùng tận, chư thiên bay trên hư không, 800.000 âm nhạc để cúng dường Đức Phật. Mưa hoa trời phát ra tiếng, lành thay, lành thay. Những công hạnh của Đức Phật đã tu hành từ vô số kiếp, hôm nay con mới được nghe. Trong chúng hội, ai nghe pháp này, để do kiếp trước đã tạo nhiều công đức. Nghe rồi, đọc tụng thọ trì là giảng cho người, tâm vị ấy không bao giờ quên. Những công hạnh của các vị ấy tu hành cũng sẽ giống như Đức Phật. Hôm nay chúng con được lợi ích ấy. Vì sao? Vì đã được nghe pháp này. Bây giờ chư thiên và 8 vạn 4.000 người đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, 1 vạn 2.000 Bồ Tát pháp nhẫn vô sinh. Bồ Tát Đề Vô Li thưa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kênh này rồi đọc tụng thọ trì, khen ngợi, phụng thờ, thì sẽ được bao nhiêu pháp công đức? Đức Phật dạy, sẽ được 8 công đức. 1. Có lòng tin kiên cố không khác gì Bồ Tát. 2. Đích thân đem công đức ban bố cho người để họ tăng trưởng lợi ích mà không bao giờ hối hận. 3. Nuôi tâm từ bi vô lượng đem giáo pháp chiếu soi vào mọi người. 4. Vì pháp nên học hỏi không bao giờ nhàm chán, giống như biển cả luôn đón nhận các dòng nước. 5. Muốn hộ trì chánh pháp. 6. Tự trường dưỡng bằng công đức của giáo pháp, mặc dù thân chết nhưng sắc tướng vẫn đẹp gấp bội. 7. Thể nhập vào các phước công đức đầy đủ nguyện xưa được chư Phật ủng hộ. 8. Thu phục quân ma, xa lìa mọi sợ hãi. Bồ Tát nhờ 8 sự việc này, sau khi Như Lai diệt độ sẽ được các pháp công đức. Khi ấy, đại địa ở Tam Thiên, đại thiên thế giới chấn động 6 cách. Tất cả đất đai đều bằng phẳng như lòng bàn tay, núi non, đất liền, sông biển, rạch ngòi, khe hố, đều thấy giống như đất ở trong nước. Những loài trong nước đều không thấy điều này, cây cối khô héo đã trăm năm, nay đều trổ rất nhiều hoa. Ở chỗ Đức Phật, những cánh hoa ấy đều chĩa ra nghiêng về phía Ngài. Những cây tốt tươi khác cũng như vậy, mặt đất mọc ra hoa sen lớn như bánh xe, có vô số màu sắc và ánh sáng chiếu khắp Tam Thiên, đại thiên thế giới. Tươi dưới nhìn lên chẳng thấy gì cả, chỉ nghe tiếng của âm nhạc rất hay. Khi ấy, từ núi băng, núi hương, cây ấy tỏa ra mùi thơm tỏa khắp mọi nơi. Hoa ấy cũng từ đất hiện ra, đến rải trên chỗ Đức Phật, đầy tràn nơi mặt đất ngập cả lối đi. Cây Phật đang ngồi cũng trổ hoa, có tiếng nhạc như nhạc trời. Phía trên Đức Phật có 30 vạn dặm, lọng hoa bằng châu báu, che kính Tam Thiên đại thiên thế giới. Tôn giả Xá Lợi Phất quỳ thản chắp tay. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà hiện ra những điềm lành này? Đức Phật dạy Tôn giả Xá Lợi Phất. Có vua tên Thuần Chân Đà La ở núi Hương, cùng vô số trăm ngàn Thuần Chân Đà La, vô số Kiền Đà La, vô số chư thiên cùng nhau đến đây nên có điềm lành ấy. Đức Phật nói chưa dứt lời thì thấy Thuần Chân Đà La với 8 vạn 4 ngàn kỹ nhạc và vô số người cùng nhau đi đến. Hoa từ hư không rơi xuống giống như mưa từ trên cao đổ xuống. Tất cả những người đến cung kính lễ Phật rồi đi nhiễu 3 phòng rồi đứng ra phía trước. Vua Thuần Chân Đà La cầm đàn lưu ly. Vì sao? Vì đó là bản nguyện. Bốn phía có 4 vạn 2 ngàn kỹ nhạc. Thuần Chân Đà La đứng ở giữa, đồng thời đánh đàn, tiếng đàn vang khắp Tam Thiên đại thiên thế giới. Các kỹ nhạc của các cõi trời thuộc dục giới đánh nghe không hay bằng tiếng đàn này. Vì sao? Vì bị tiếng đàn này lấn át nên các vị trời nơi cõi dục, cõi sắc không sánh bằng. Khi Thuần Chân Đà La đến chỗ Phật đánh đàn, thì các cây cối, núi lớn, núi băng, núi một chân lân, tự nhiên lay động nhẹ nhẹ giống như múa, và tất cả đều cung kính hướng về Đức Phật, như là lễ bái. Tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tất cả đều tôn trọng, cung kính. Các vị tỳ kheo và Bồ Tát mới phát tâm. Người trong chúng hội, trời trồng, đang ngồi cũng đều reo hò vui mừng, muốn đứng dậy múa. Bồ Tát Đề Vô Li hỏi, thanh văn đã lìa các dục, đã chứng đắc 8 duy phụ thiền, thấy rõ 4 đế, nay sao lại múa? Các thanh văn trả lời, chúng tôi không tự chủ được với tiếng đàn ấy, đang ngồi mà nghe tiếng đàn thì không sao chịu nổi, và cũng không thể kềm chế tâm mình cho yên ổn. Bồ Tát Đề Vô Li hỏi Tôn giả Ma Ha Ca Diếp, thưa Tôn giả là vì tuổi cao đức trọng, biết nhàm chán, tự giữ đúng theo giới luật, được chư thiên và người kính mến, tôn trọng, vì sao không thể kiềm chế tâm mà lại múa giống như trẻ con vậy? Tôn giả Ma Ha Ca Diếp trả lời, với như một cơn gió lớn nổi lên, thì cây cối dù to như cây đại thụ cũng không thể tự kềm chế được. Vì sao? Vì tôi không tự chủ được trước tiếng đàn của vua Thuần Chân Đà La. Ví như khi gió lớn nổi lên, đó là nguyên do khiến cho chúng tôi không tự giữ tâm mình được. Hôm nay mới biết điều thượng của thượng nhân làm, công đức ấy không thể sánh bằng. Các thanh văn đều bị tiếng đàn kia che lấp. Bồ Tát Đề Vô Li nói với Tôn giả Ma Ha Ca Diếp, Thấy việc làm của các vị A Duy Việt Trí, nghe tiếng đàn ấy không bị không vị nào rung động. Người có trí nghe vậy thì rối tâm nên không thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tất cả thần lực của thanh văn đã bị tiếng đàn ấy che lấp, nhưng âm thanh ấy không thể nào làm lay động các vị ma ha diễn. Tất cả 8 vạn 4 ngàn âm điều kỹ nhạc của Thuần Chân Đà La được oai thần Phật đón nhận, làm cho phước đức nơi bổn nguyện của ông ta được thành tựu. Cái tiếng nhạc ấy ai cũng nghe và họ nói, các pháp bình đẳng và đều giải thoát, thường trung hạ đều thanh tịnh hoàn toàn như nhau, với tất cả mọi người không chấp về người, quá khứ vị lai hiện tại cũng đều như vậy. Nhưng tiếng nhạc nghe được nghe đó, hiểu rõ ra là không sở hữu, các pháp, tất cả mọi người và âm thanh cũng đều như vậy. Tất cả cõi giống như một cõi, vì đã đồng đẳng nên không có cõi khác, hiểu rõ không có sở hữu, vì đồng đẳng nên nói các cõi không sinh, cũng không trưởng thành, cho nên hoàn toàn không có thức mà tự nhiên, các hữu sở hữu, không sở hữu mà tự nhiên. Không thể đắc ngoại thành, không đắc nội thành, tuệ vốn không giống với pháp. Nhưng chữ và pháp cũng không có sở hữu, nên cái tên cũng như vậy. Biết danh sắc không sở hữu, hành đã không chấp trước, thì quá khứ an trụ không cùng cực. Đã được nghe pháp căn bản diệt tận, không có sở hữu, không có chỗ đến, cũng không có chỗ trụ. Những gì chấp trước chỉ có danh tự, nhưng khi đã biết rõ danh tự, thì danh tự và pháp đều bình đẳng như nhau. Tâm bình đẳng, vì bình đẳng nên không có sở hữu, nó vốn có lay động nhưng không biết nhau. Dù tâm có đối tượng và suy nghĩ, nhưng không có chỗ sinh, với trí tuệ biết rõ như vậy, tức là thể nhập vào pháp. Các căn đã đoạn trừ bình đẳng, pháp trước và sau bình đẳng. Biết ba đời bình đẳng thì trí tuệ thể nhập vô số. Con người bị danh sách trói buộc, đó là do con người tạo ra. Từ xưa đến nay, từ sinh đến lão, nó đã không có. Đã biết do nhân duyên thì còn phải diệt. Còn nếu nói rằng có ngã có nhân, đó là ngược lại với căn bản. Chốn trụ của ngã là bình đẳng nên không có chỗ trụ. Các pháp cũng không có chỗ trụ. Biết trụ không có chỗ trụ, đó là nghe và tin một cách hoan hỷ. Ví như mưa thì có sấm chớp, đó là cách tự nhiên trên trời. Tất cả các pháp giống như ngã nên nói rằng tự nhiên. Ngã và nhân là tự nhiên không. Đã biết như vậy thì thể nhập vào dấu ấn Đà La Ni, biết rõ các cửa đã được mở tung. Vì tướng đồng với tướng nên không có tướng của pháp và không có hy vọng dùng chữ, cho nên khác với pháp mà có thượng trung hạ, chữ nó không tự biết dùng khác, bởi vì không thể thấy. Tâm ấy từ xưa nay, hễ có nguồn gốc là tương tục, đã biết các pháp không sở hữu, vì đoạn trừ bổn tế, đã đoạn trừ bản tế thì tất cả có hành động. Đã biết bản tế bình đẳng thì đó là từ bi, lòng từ bi thanh tịnh thì bình đẳng với khổ vui, không mừng, không buồn, đó là bậc thượng nhân đã thể nhập vào bản tế. Pháp học tịch tỉnh là càng tịch tỉnh, dù nói hay không nói thì pháp đó không tăng giảm, cho nên không mong cầu lợi, không cầu tịch tỉnh. Tiếng giữa hư không, không thể nào nắm bắt được, chỉ nghe mà không thể nói. Nếu có chỗ nghe, chỗ nói thì đều không thành thật. Khi nghe âm thanh ấy, thì 8.000 Bồ Tát chứng đắc pháp nhẫn vô sinh, Bồ Tát Đề Vô Li thưa Phật. Âm thanh khen ngợi ấy từ đâu phát sinh? Đức Phật dạy, vua Thuần Chân Đà La làm ra. Như vừa nói ra thì lập tức ghi nhận lời nói. Đức Phật hỏi Thuần Chân Đà La, âm thanh khen ngợi ấy từ đâu phát ra? Thuần Chân Đà La thưa, do tiếng người phát ra. Hỏi, tất cả tiếng người từ đâu phát ra? Từ hư không phát ra sao? Bồ Tát Đề Vô Li nói, này Thuần Chân Đà La, tất cả tiếng người không phải tự ý mà phát ra. Thuần Chân Đà La hỏi Bồ Tát Đề Vô Li, tiếng ấy từ thân phát ra hay từ tâm phát ra? Bồ Tát Đề Vô Li nói, không phải do thân hay do tâm phát ra. Vì sao? Vì thân không thường trụ, giống như cây cỏ không sống mãi, như tường vách không tồn tại lâu dài, có lúc nghiêng đổ. Còn tâm thì không hình tướng, không thể thấy, không thể nghe, không thể nói, nó như huyễn. Thuần Chân Đà La hỏi Bồ Tát Đề Vô Li, nếu không phải thân, không phải tâm, thì tiếng ấy do đâu phát ra? Bồ Tát Đề Vô Li trả lời, tất cả do niệm tự nhiên mà có âm thanh. Thuần Chân Đà La hỏi, nếu Bồ Tát nói âm thanh từ nơi miệng mà có, thì nay âm thanh khen ngợi của tôi do hư không mà phát ra ư? Do đó các âm thanh không lìa hư không. Thuần Chân Đà La nói, nếu Bồ Tát muốn biết rằng âm thanh đều do hư không mà tự nhiên có tiếng, thì chỉ nghe âm thanh chứ không thể thấy, vì nó liền diệt, cái diệt ấy cũng là không. Cho nên nói là tự nhiên, các pháp sở dĩ bình đẳng, vì bình đẳng như hư không. Dù có nói được hay không nói cũng đều bình đẳng, cho nên nói bình đẳng như hư không. Tất cả pháp chỉ có thể nghe mà không thể thấy. Pháp mà được nghe ấy, đối với sự nghe thì không thấy pháp ấy. Nếu âm thanh của pháp không thấy được, thì âm thanh ấy không biết pháp. Các pháp không hay biết, sở dĩ nghe được là nhờ dùng phương tiện thiện xảo. Nếu như không được nghe, thì dùng phương tiện thiện xảo để biết. Đối với pháp không mong cầu gì cả, không mong cầu cho nên cần phải có năng lực kiên cố, không yếu mà lại mạnh mẽ. Không ai có thể dứt đoạn, không bị dứt đoạn thì không có sinh, không sinh thì không bị lệ thuộc, không bị lệ thuộc thì nhẹ nhàng thì thanh tịnh thì không còn có bẩn, không có bẩn thì sáng suốt. Càng sáng suốt đó là gốc của tâm là lỗi lầm. Tội lỗi ấy hết rồi thì không còn vọng tưởng, các vọng tưởng không còn thì ngay xứ ấy từ từ chuyển lên là nhẫn nhục của Bồ Tát. Đạt nhẫn rồi thì không có đối tượng để nhẫn về không cũng như nhẫn về người. Vì sao? Vì cái không, không lìa người. Thế nào là không? Người là không. Nhẫn với vô tưởng và nhẫn với hữu tưởng. Vì sao? Vì tưởng là tự nhiên, nên vô tưởng. Nên nhẫn vô nguyện cũng như nhẫn hữu nguyện. Vì sao? Vì nguyện và tưởng là tự nhiên, không có gốc của nguyện. Các pháp nê hoàng cũng là nhẫn sinh tử. Cho nên sinh tử ví như huyễn mộng. Bồ Tát chứng đắc nhẫn thì không còn nghi ngờ về hữu và vô, biết chắc chắn biết rõ tất cả chúng sinh. Nhờ được nhẫn nên biết rõ tất cả pháp không đến không đi, biết rõ các pháp đều trụ, các pháp đều trụ thì biết tất cả chúng sinh cũng đều trụ. Ai đã thể nhập vào pháp ấy, thì được vô sinh pháp nhẫn, chỉ có âm thanh pháp nhẫn ấy không thể nói năng, vốn nó không thể nói. Đức Phật là đấng chí tôn, dù không nói pháp, nhưng khiến mọi người đều hiểu rõ. Bồ Tát Đề Vô Li bạch Phật, lành thay, lời nói của Thuần Chân Đà La rất vi diệu, làm hiểu rõ pháp sâu xa, chứng đắc nhẫn, được mọi người tôn quý, tất cả nhẫn đã thể nhập được ấy rất là sâu rộng. Và thưa Phật, vua ấy tạo bao nhiêu công đức với Đức Phật, mà muốn gì cũng đều được tự tại như vậy. Đức Phật dạy Bồ Tát Đề Vô Li, ông nên biết, sông Hằng có vô số cát, cứ lấy một hạt cát làm thành một cõi Phật, đếm hết số lượng tinh tố trong đó, thì còn tính đếm được. Nhưng số lượng công đức cúng dường Phật của Thuần Chân Đà La thì không thể nào tính đếm được. Bồ Tát Đề Vô Li hỏi Thuần Chân Đà La, cúng dường Phật nhiều quá như vậy, công đức tụ hội cao vòi vòi, vậy sao không mau thành Phật? Thuần Chân Đà La nói, Bồ Tát nhờ 10 việc không nhàm chán. 10 việc đó là gì? 1. Cúng dường Như Lai không nhàm chán. 2. Tạo công đức không nhàm chán. 3. Học hỏi giáo pháp không nhàm chán. 4. Với 5 thiền chi của 4 bậc thiền không biết nhàm chán. 5. Thấy các pháp không nhàm chán. 6. Muốn giảng dạy rộng rãi về giáo pháp không nhàm chán. 7. Muốn chỉ dạy mọi người không nhàm chán. 8. Luôn luôn hộ trì chánh pháp không nhàm chán. 9. Muốn đầy đủ ba la mật không nhàm chán. 10. Muốn cảm hóa, dìu dắt, giúp đỡ người không nhàm chán. Đó là 10 việc không nhàm chán của Bồ Tát. Thuần Chân Đà La thưa, có nghe Đại Bồ Tát có tam muội tên bảo Như Lai Ai được tam muội ấy thì đều có đầy đủ các thứ quý báu. Nếu có ai hỏi Pháp, thì vị ấy giảng nói tự tại. Phật dạy ông hãy lắng nghe ta nói. Thuần Chân Đà La thưa, xin vâng, con muốn được nghe. Phật dạy, Bồ Tát không đoạn mất Phật Pháp Tăng, đó là ba sự phát tâm. Nó có 80 Pháp báu. 80 Pháp báu là gì? Một, tâm không quên, nhất thiết trí, đó là báu. Hai, tâm không lìa bỏ lòng tin, đó là báu. Ba, tâm huân tập các công đức, không giải đãi, đó là báu. Bốn, tâm kiên cố, không sợ bỏ lời nguyện cầu của mình, đó là báu. Năm, đem bố thí tất cả, tâm không luyến tiếc, ngược lại còn làm tăng trưởng lợi ích, đó là báu. Sáu, làm điều gì tâm chỉ nghĩ đến Bồ Tát, đó là báu. Bảy, tâm trang nghiêm, thân không phạm ba điều thuộc thân, đó là báu. Tám, tâm thanh tịnh, không nói lời ác, đó là báu. Chín, tâm trang nghiêm, lòng không nghĩ điều ác, đó là báu. 10. Tâm đại giữ giới, đem giới trang nghiêm lại thân, không ham muốn, không nghĩ đến cái xấu của người, đó là báu. 11. Tâm không bị chướng ngại, bình đẳng với chúng sinh, đó là báu. 12. Tâm đã nhẫn nhục được trang nghiêm, nhận tất cả điều ác, đó là báu. 13. Tâm không thương tiếc thân mạng, sống theo hạnh Bồ Tát, đó là báu. 14. Tâm không thương ghét, không bị nó làm lay động, đó là báu. 15. Tâm kiên cố, tinh tấn, không biến nhét, đó là báu. 16. Tâm nghĩ làm điều gì cũng được thành tựu, đó là báu. 17. Tâm nghĩ gì làm đúng, không quên muốn được đầy đủ hạnh Bồ Tát, đó là báu. 18. Tâm hành thiền tam muội tam ma việc, phát tâm rồi thì việc làm được tự tại, đó là báu. 19. Tâm cầu Pháp, muốn thể nhập vào các trí, đó là báu. 20. Được nghe Pháp, tâm tu tập tụng đọc, liền được tinh tấn, đó là báu. 21. Nói Pháp, tâm không mong cầu điều gì, vì vượt qua các mong cầu, đó là báu. 22. Tâm không hư dối, đó là báu. 23. Tâm nghĩ đến chánh đạo và làm đúng theo, đó là báu. 24. Những gì nghe được, làm một cách cẩn thận, đó là báu. 25. Tâm đầy đủ trí tuệ rồi, không theo sự chỉ dạy của người khác, đó là báu. 26. Tâm có lòng tự vô cực để tự hộ mình, đó là báu. 27. Tâm thương yêu vô cực, bình đẳng với người, đó là báu. 28. Tâm có sự bảo hộ vô cực rồi, là chánh pháp để tự vui, đó là báu. 29. Tâm đã bình đẳng vô cực, quán thế các pháp, đó là báu. 30. Trong sinh tử, tâm không lấy làm đau khổ, vì để thể nhập vào công đức, đó là báu. 31. Tâm muốn chỉ dạy mọi người, phần nhiều nghĩ nhớ đến người, không nghĩ đến bản thân mình, đó là báu. 32. Tâm không thấy thiếu pháp, mà còn phân chia cho người để họ được học, đó là báu. 33. Với đại trí, tâm hiểu tất cả vấn đề, có thần túc làm cảm động đến tất cả, đó là báu. 34. Tâm gần gũi ba la mật, điều gì không nghe thì học hỏi, đó là báu. 35. Tâm xa lìa người ác, luôn tu tập các công đức, đó là báu. 36. Tâm bình đẳng với tất cả chúng sinh, nhờ sự tu tập ấy nên không có hai tâm, đó là báu. 37. Tâm biết sinh tử là bệnh đau khổ, nên thể nhập vào ý mọi người, đó là báu. 38. Tâm làm thuốc hay để trị các chứng bệnh cho chúng sinh, đó là báu. 39. Tâm không xem thường người thiếu trí, phải đem Pháp tôn trọng họ, đó là báu. 40. Tâm không tự ca mà vẫn, mà nhẫn với tất cả mọi người, đó là báu. 41. Tâm không vua nịnh, đó là báu. 42. Nghe Pháp, tâm không quên vì ăn trụ vào Pháp, đó là báu. 43. Tâm tận lực hộ trì chánh Pháp, luôn nghĩ nhớ báo ân Phật, đó là báu. 44. Tâm luôn muốn báo ân với sự kiên cố sâu dày, đó là báu. 45. Nếu bị ai xâm hại, tâm không nghĩ báo thù, đó là báu. 46. Tâm vui thích ở núi rừng vì muốn giữ gìn Pháp thanh tịnh, đó là báu. 47. Tâm luôn nghĩ đến từ giả gia đình, làm sa môn vì để đạt được chánh giác, đó là báu. 48. Tâm luôn hướng về đạo, tự kiềm chế mình, phòng hộ các điều ác, đó là báu. 49. Tâm biết đủ, làm người khác hoan hỷ, đó là báu. 50. Với việc đời, tâm biết đủ, đó là không nhàm chán Pháp, đó là báu. 51. Tự hộ mình, tâm không theo đến nơi đông đảo ồn náo, đó là báu. 52. Tâm không nhàm chán các công đức với các tướng đầy đủ, những vẻ đẹp, đó là báu. 53. Tâm không nhàm chán trí tuệ vì muốn huyết nghi cho mọi người, đó là báu. 54. Tâm luôn nghĩ đến Phật vì không lìa Phật, đó là báu. 55. Tâm luôn nghĩ đến Pháp vì lời nói không lìa Pháp, đó là báu. 56. Tâm luôn nghĩ đến Tăng, đạt được A Duy vị trí Tăng, đó là báu. 57. Tâm luôn nghĩ đến giới, không lìa hạnh Bồ Tát, đó là báu. 58. Tâm luôn nghĩ đến bố thí, không tham tiếc thân mạng, đó là báu. 59. Tâm luôn nghĩ đến cõi trời, ly nhập vào nhất sinh bổ xứ, đó là báu. 60. Tâm biết rõ bản tế, tìm hiểu các sở hữu, đó là báu. 61. Tâm biết Pháp vì không hoại Pháp thân, đó là báu. 62. Làm việc gì, tâm đều biết đúng như việc ấy, biết rõ lời nói của chúng sinh, đó là báu. 63. Tâm biết tự tại, làm no đủ cho mọi người, đó là báu. 64. Tâm được Đà La Ni, nghe Pháp rồi không hề quên mất, đó là báu. 65. Tâm biết bổn Pháp, hiểu rõ một cách tự nhiên, đó là báu. 66. Tâm hộ tuệ, biết thức như huyễn, đó là báu. 67. Tâm học rất kỹ chắc chắn, do đó mà được giải thoát, việc làm không bị hoại, đó là báu. 68. Tâm hộ Pháp, muốn biết cái tự nhiên của con người, đó là báu. 69. Tâm biết vô thường, khổ, sinh tử ở trong ba cõi mà không bị vướng mắc, đó là báu. 70. Tâm quán các Pháp đều không có ngã, không có người, đó là báu. 71. Tâm nhập nê hoàng, nguồn gốc vốn tịch tỉnh, đó là báu. 72. Tâm biết không, vô tướng vô nguyện, đã giải thoát vượt qua gần đến cửa nê hoàng, đó là báu. 73. Tâm không sinh, không chỗ sinh, không bị hoại, không bị diệt. Ai vượt qua khỏi các điều này thì được nhẫn, đó là báu. 74. Tâm biết như huyễn, như mộng, như sóng nắng, như tiếng vang trong núi, như bong bóng trong nước, không kiên cố, không có sự mong cầu, đó là báu. 75. Tâm vui vẻ, biết 12 nhân duyên, trừ bỏ đoạn tận, đó là báu. 76. Tâm hiểu, biết rất rõ, không tìm cầu, không rơi vào nhị biên, đó là báu. 77. Tâm không tham dự vào cả hai vấn đề, dùng một vấn đề mà biết tất cả Pháp, đó là báu. 77. Tâm đầy đủ các hạnh, không thói lui, vượt qua các danh sắc, đó là báu. 79. Tâm nhẹ dần vì đầy đủ các Pháp, đó là báu. 80. Tâm hòa hợp 37 phẩm để vượt các Pháp, đó là báu. Đức Phật dạy Thuần Chân Đà La, nếu tu tập đầy đủ 80 điều, thì chứng đắc tam muội bảo Như Lai. Ai đã chứng đắc tam muội này thì không vướng mắc vào đại bảo và dục bảo. Sao gọi là dục bảo? Sao gọi là đạo bảo? Dục bảo là sự tôn quý trong loài người, chư thiên, Thích Phạm, Tứ Thiên Vương, Chuyển Luân Thánh Vương. Người tôn quý như các bậc vương hầu. Người tôn quý thì ở cõi trời hay cõi người cũng được tự được tôn quý. Ai đã được như vậy thì không gì mạnh mẽ bằng, và vui muốn được làm Bồ Tát. Đó gọi là dục bảo. Đạo bảo là lấy Pháp để giáo hóa thế tục. Lấy Pháp gì để giáo hóa thế gian? Đó là lấy giáo Pháp. Vì sao? Vì muốn làm việc gì cũng nhờ nơi trí tuệ. Tuệ là đạo Pháp. Giống như các dòng nước đều chảy về biển cả, như núi Tu Di cao quý nhất trong các núi. Trong các vì sao, ánh sáng của trăng là sáng nhất, như mặt trời chiếu sáng chỗ tối tăm. Trong các loài thú, sư tử là mạnh nhất. Trong loài người, vua là trên hết. Ở cõi đau lợi, Đế Thích Và là trên hết. Như trong chúng phạm, Phạm Thiên là hơn cả. Do đó tuệ tôn quý hơn các Pháp, cho nên nói là vua trí tuệ. Vì thế ai muốn giải thoát thì nhờ trí tuệ mà được độ, vì đó là đạo an ổn. Giống như nơi tối tăm được sáng là nhờ có ngọn đuốc, là người mạnh mẽ thu phục quân ma, là y phương điều chế thuốc thang, là thầy hiểu rõ các việc, như dương cung bắn, dù có xa mấy cũng trúng đích. Như lực sĩ dẫn binh đi đánh, được chiến thắng, địch không ăn, ai toàn mạng. Còn như dùng trí tuệ phá trừ ngu tối thì chúng đều tận diệt. Vì sao? Vì khử trừ dứt mọi cấu ế. Tâm bình đẳng không sai khác, không tranh cãi giành giật với người, không hại hay oán hận người. Việc làm đều được hoàn toàn rút ráo, vì tự ấy trung thực chất phát. Làm việc gì đều chí thành, đó là nhất tâm. Tất cả đều bình đẳng, đó là nhân duyên để đoạn trừ. Đem thần túc hòa hợp với các công đức, đó là căn bản. Những việc làm theo sau, đó là lực. Đối với vô trí cho là trí, đó là giác. Chỉ con đường tắt cho người, đó là đạo. Đã tịch tỉnh mà lại tịch tỉnh, hướng quán mà quán, muốn làm ánh sáng chiếu nơi tăm tối. Bóng tối hết rồi thì sáng, vì ánh sáng ấy tự nhiên không có bẩn. Thanh tịnh trừ bỏ các ham muốn, trừ bỏ ham muốn thì không còn tới các cõi đã độ toát. Nếu không còn các cõi, thì bên trong đã tịch tỉnh, thông suốt các không. Vì thể nhập vào không, liệt các nẻo kiến chấp đó là vô tướng, không cầu tịch tỉnh là vô nguyện. Đã vượt qua ba cõi, vì tướng mà không có tướng, đó là tướng. Tướng ấy bình đẳng với hư không, vì sao? Vì vô cầu, đó là bố thí. Vượt qua ngã sở chẳng phải là ngã sở, không còn mong cầu, đó là giới. Ngã không có chỗ trụ, đó là nhẫn. Nắm bắt, không xả bỏ, đó là tinh tấn. Không tăng giảm, đó là thiền. Không biết xứ sở, đó là tuệ. Được thể nhập vào tất cả đều do tuệ. Được rồi thì tương đắc với phương tiện thiện xảo. Giống như mộng đã trang nghiêm bằng vô ngã, thì mỗi hành động đều có công đức, lìa các nẻo trụ chấp. Phật dạy Thuần Chân Đà La, đó là tuệ bảo. Nếu Bồ Tát đầy đủ tuệ bảo, thì đã được tam muội bảo Như Lai. Như biển cả dung chứa các dòng nước, nên chữ bảo do đây mà có. Bồ Tát nào đạt tam muội này thì dung nạp tất cả mọi người, là nơi tập hợp các pháp, là ánh sáng trong các pháp, là nguồn gốc của các báu, cho nên đối với tam bảo không thể biết hết được. Bồ Tát Đề Vô Li thưa, vua Thuần Chân Đà La có đạt được tam muội ấy không? Phật dạy, ông hãy đích thân đến hỏi Thuần Chân Đà La ấy. Bồ Tát Đề Vô Li hỏi Thuần Chân Đà La, ông có chứng đắc tam muội ấy không? Thuần Chân Đà La trả lời, tam muội ấy không phải làm ra, đó là niệm trụ. Dù tôi chứng đắc hay tôi không chứng đắc, thì tam muội không có cái để chứng đắc. Tam muội ấy không có sắc, nên không thể biết. Thọ tưởng hành thức đều không thể biết. Tam muội ấy không thể dùng sắc để thấy, không thể nghe, không có tướng sinh, không có tướng tận, không có tướng có. Đối với tướng và tướng của tướng, không thể quán, không thể thấy. Nếu nói tôi có thể thấy, tôi có thể quán thì không phải là tam muội. Vì sao? Vì còn có tưởng về nhân duyên. Tam muội không có tưởng về nhân duyên, vì tam muội bình đẳng với pháp. Đã bình đẳng với pháp thì ngã cũng vậy, tất cả mọi người bình đẳng với một người. Vì sao? Vì bình đẳng với tất cả không. Tam muội là tướng không, mọi người không có tưởng. Nếu không có tưởng tức là tướng tam muội. Mọi người không có nguyện, không có nguyện là tướng tam muội. Mọi người đều thanh tịnh là tướng tam muội. Mọi người không có ngã là tướng tam muội, không có nhân, không có thân, không có mềm mại. Việc làm cũng không thể tụ đắc. Nếu nói tôi biết pháp, tôi thấy pháp thì đều không thể có. Vì vậy không thể theo sự hy vọng mà có được. Bồ Tát Đề Vô Li thưa Phật, con thấy y phục của Thuần Chân Đà La mặc là của thể nữ và kỹ nhạc. Vậy là dâm dật, không biết thể nhập vào pháp sâu xa phi diệu, mà lại nói là tự tại như pháp. Phật dạy, Bồ Tát đã nhập vào tuệ sâu xa, do phương tiện thiện xảo, đạo ấy không có gì mà không làm được. Thuần Chân đã cầm đàn đánh, ai cũng nghe tiếng đàn ấy, làm cho 70 ức chân Đà La, 30 ức kiền Đà La, 8 vạn 4 ngàn người. Trời người đi theo đều phát tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát nhờ tuệ phương tiện thiện xảo ấy, mà liền được tiếng thơm vang lừng. Người ở địa vị tôn quý nhiều vô số, nên làm nền tảng cho họ. Do người đốt lửa, nếu không bỏ thêm củi vào, thì biết rằng không lâu lửa sẽ tắt. Bồ Tát trụ một mình thì không thể làm gốc cho người, phải hòa hợp với người thì mới có thể làm lợi ích cho họ. Muốn làm cho lửa cháy lớn thì phải chất thêm củi vào. Cho nên để có ánh sáng lớn, Bồ Tát phải lấy người làm củi thì mới có ánh sáng lớn được. Phật dạy, người được Bồ Tát thọ nhận đều đã được đắc bổn. Bồ Tát Đề Vô Li thưa Phật, Thuần Chân Đà La làm sao có thể đem những âm thanh kỹ nhạc để khiến người phát tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề? Đức Phật dạy, vì Thuần Chân Đà La, Kiền Đà La đều thích kỹ nhạc nên lấy kỹ nhạc để làm cho họ vui, tất cả đều hoan hỷ. Biết họ được vui vẻ rồi, làm cho họ nghe tiếng Phật, nghe tiếng Pháp và nghe tiếng Tăng. Khen ngợi Bồ Tát có đức cao quý, đem nhất thiết trí huân tập vào tâm họ. Chỉ cho họ nghe tiếng bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ, từ bi, ý chỉ ý đoạn, thần túc, can, lực giác, đạo, hướng quán, duy vụ tam muội tam ma việc. Nghe tiếng vô thường, khổ vô ngã, tịch diệt, nghe tiếng không, vô tướng, vô tác, vô sinh, vô sợ sinh, không sinh tử. Nghe tiếng Đà La Ni của Bồ Tát, tam muội kim cương hạnh, tam muội tịnh tạng chư pháp phương, ấn hải ấn, tam muội nhập nhất thiết chư pháp, tự tứ chư pháp, tam muội trang nghiêm, tam muội bảo Như Lai, tam muội bảo tự nhiên, tam muội tri thiện, tam muội hoan hỷ, tam muội lên địa tất tác liên hoa, tam muội liên hoa tôn, tam muội vô sở bất biến nhập, tam muội kỳ ý sai đặc, tam muội đại diện minh, tam muội sơ tử minh, tam muội vô ương số nhân, tam muội chỉ nhập bổn, tam muội kim cương tự, tam muội kim cương tràng pha, tam muội nhược kim cương, tam muội kim cương tế, tam muội như địa, tam muội nhược tu di, tam muội nhược kim cương trụ, tam muội minh hoa, tam muội kỳ tâm tự tứ, tam muội tri nhất thiết nhập, tam muội nhất thiết sở hành kỳ địa nhân thị, tam muội thậm thâm toàn, tam muội khai minh, tam muội tri nhất thiết nhân tâm hành, tam muội sở lạc, tam muội sinh tuần, tam muội hàng phục chúng ma, tam muội hiện chư sắc, tam muội các nhập kỳ âm, tam muội pháp hành, tam muội tuệ địa thủ, tam muội địa thủ, tam muội kiến đế sở hữu, tam muội giải chư phược, tam muội đắc tắc nhập chư nhân duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Thuần Chân Đà La Sở Vấn Như Lai Tam Muội quyển thượng hết. Nguyện đem có đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.